Câu hỏi của một khán giả khác đến từ số điện thoại 0983422. Ba số cuối thì chúng tôi xin được bí mật ạ. Tôi năm nay 65 tuổi, tôi đã từng bị đột quỵ nhẹ lúc mới về hưu, tuy nhiên đến nay thì đã phục hồi được 80% so với trước khi bị bệnh. Mỗi khi trời nóng hay là quá lạnh thì tôi đều rất là lo là sẽ bị tái phát bệnh. Xin bác sĩ cho biết làm cách nào để cơ thể thích ứng được với những thay đổi thời tiết như là kiểu thời tiết tại miền Bắc. Để chăm sóc sức khỏe sau khi bị đột quỵ thì người bệnh chúng tôi cần lưu ý gì về ăn uống cũng như là sinh hoạt? Bệnh của tôi thì hiện nay đã ổn định được 5 năm và có cần phải đi khám định kỳ hay không ạ? Xin mời bác sĩ. Dạ. Trường hợp của bác thì như thế này, phòng những cái vấn đề cực đoan về mặt thời tiết thì chúng tôi thấy rằng là không có gì khác là chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với thời tiết trong những cái thời điểm như vậy. Ví dụ như là những ngày nóng quá, những ngày nóng lạnh quá thì chúng ta nên ở trong nhà. Ở trong nhà và tránh những cái tiếp xúc trực tiếp với cái môi trường và khí hậu trong những cái ngày như vậy. Và nếu mà bắt buộc thì chúng ta phải có những cái lạnh thì chúng ta mặc ấm thì được rồi. Nhưng nóng thì rất là khó, đúng không ạ? Và chúng ta càng hạn chế trong những cái tiếp xúc với môi trường trong những cái ngày đấy thì là cái tốt nhất. Thế còn về phòng để không bị đột quỵ lần hai, cái đấy vẫn là cái tiêu chí chính của chúng ta. Thế không được để không đột quỵ lần thứ hai thì bác có tăng huyết áp, bác phải điều trị huyết áp. Điều trị làm sao cho huyết áp nằm trong giới hạn an toàn, không thấp quá mà cũng không cao quá. Đấy. Có mỡ máu thì chúng ta phải điều trị mỡ máu, nhưng mà điều trị làm sao để cho chúng ta thấy rằng là không phải là bình thường mà đã là có thể an toàn, mà cái đấy phải có sự cái nhìn nhận bác sĩ đánh giá chung cái hoàn cảnh để chúng ta quyết định là cái thông số này nó phải nằm ở cái giới hạn nào. Và cái điểm thứ ba thì chúng tôi xin lưu ý là khi mà chúng ta đã bị một tai biến một lần rồi thì hai cái thuốc không thể thiếu được, đấy là thuốc điều trị rối loạn lipid máu loại statin, và chắc là các bác cũng hay dùng, có thể là atorvastatin hoặc rosuvastatin, nhưng tôi xin lưu ý là chúng ta nên sử dụng ở liều mà trước đây thì chúng ta hay dùng liều thấp với cái suy nghĩ rằng là những cái thuốc này có thể ảnh hưởng tới gan và ảnh hưởng tới cơ đấy. Và chúng ta làm sao là chúng ta dùng liều thấp nhất có thể. Tuy nhiên rằng bây giờ người ta không cho là như vậy. Chúng ta phải đạt đủ cái liều khá cao thì chúng ta mới phòng được biến cố. Là vậy. Ví dụ như atorvastatin chúng ta phải dùng đến 40mg thì mới có thể an toàn được. Thay vì chỉ có 10mg mà chúng như là cái viên thuốc atorvastatin chúng ta từng dùng. Và nhiều người lại còn không muốn dùng nữa hoặc là dùng hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà để mà phòng ngừa biến cố lần hai thì người ta phải có chiến lược sử dụng statin một cách rất là hợp lý. Đấy. Còn nếu như chúng ta điều trị cầm chừng thì chúng ta không phòng ngừa được. Và nữa là chúng ta phải có, nếu mà chúng ta không có bị viêm loét dạ dày nặng, ví dụ như vậy, thì chúng ta phải nên dùng aspirin hàng ngày. Đấy. Ngoài ra nếu mà bác có tăng huyết áp thì phải điều trị tăng huyết áp. Có tiểu đường thì điều trị tiểu đường. Đấy. Còn về vấn đề ăn uống thì chúng tôi khuyên là nếu mà có tăng huyết áp thì chúng ta không nên ăn mặn. Nếu mà có tiểu đường, chúng ta phải ăn theo chế độ của người bệnh tiểu đường. Nếu mà có rối loạn lipid máu thì chúng ta không ăn các đồ béo. Đặc biệt là chúng ta hạn chế ăn các loại phụ tạng. Trong đó phụ tạng động vật thì có cả tim. Nhưng mà cứ nghĩ rằng ăn tim lợn sẽ tốt, nhưng thật ra nó sẽ làm tăng triglyceride máu khá cao. Và về phần vấn đề ăn uống thì cũng lưu ý thêm là chúng ta ăn thêm các chất xơ, rau xanh, uống đủ nước. Vâng, xin cảm ơn.